Thùy Dung và Bạn TV chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, hiện tại thì các bạn đã nuôi một em thú cưng nào, là cá hay chưa? Nếu như là có thì hãy comment ngay tên của em nó xuống dưới phần bình luận để chúng ta cùng biết nhé. Các bạn biết không, cho tới nay thì những nhà khoa học đã nhận định rằng cá chính là một trong những loài sinh vật rất là phong phú, đông đúc và đa dạng nhất trong tất cả những loài động vật có xương sống hiện diện trên trái đất của chúng ta. Nó có hơn tới 23.000 loài đấy. Thế nên trong số chúng thì có rất nhiều những con cực kỳ là thú vị và độc đáo mà mình tin chắc rằng là các bạn sẽ không thể nào biết hết được đâu. Vậy nên hãy xem hết video ngày hôm nay và bình chọn xuống phần bình luận đâu chính là loài cá làm bạn cảm thấy thích thú và ấn tượng nhất nhé. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với video của chúng ta ngày hôm nay. Những loài cá thú vị nhất mà chắc chắn bạn chưa biết. Bắt đầu video ngày hôm nay là một chú cá mà chắc chắn bạn nào cũng đã từng nhìn thấy qua rồi. Cá hề. Các bạn đã thấy chúng quen thuộc chưa nào? Chú cá mà chúng ta đang nhìn thấy đây đó chính là một chú cá hề nhé, nhân vật chính trong series phim hoạt hình Đính Đám Đi Tìm Nemo. Cá hề là một trong những loài cá vô cùng xinh xắn. Chúng nó sống cộng sinh với hải quỳ và ăn các loài sinh vật cộng sinh sống có hại cho người bạn của mình. Sau đó thì phân của cá hề sẽ trở thành thức ăn đầy dinh dưỡng cho hàng xóm. Cá hề là một trong những loài sinh vật đặc biệt. Chúng sẽ tự chuyển giới một cách trong vánh. What the hell? Khi mà sinh ra thì tất cả những con cá hề đều sẽ được xác định là con đực. Chỉ khi trưởng thành và kết đôi thì con nào nổi trội hơn sẽ biến thành con cái. Nhưng đây chỉ là một trong những đặc điểm của chúng mà thôi. Cá hề còn có thể sẽ tự tìm đường về nhà vì chúng có khả năng sẽ đánh hơi như là loài chó vậy. Hơn nữa thì cá hề còn có cách giao tiếp cực kỳ là riêng biệt. Khi mà gặp người yêu, bạn tình hoặc là kẻ thù thì chúng sẽ đập hai hàm vào nhau tạo ra một tiếng lách cách liên tục giống như là tiếng con người lập cập răng khi mà bị rét vậy. Vậy nên hãy tìm hiểu về loài cá này rất thú vị luôn đấy. Vừa rồi chính là cá hề, thế còn con cá mà mình giới thiệu tiếp theo thì sao nhỉ? Bạn đã thấy chúng bao giờ chưa? Cá mau tiên. Cá mau tiên là một trong những loài sinh vật biển đẹp nhất và Viện Hải Dương Học ở Khánh Hòa đã chọn cá mau tiên làm biểu tượng vì ngoại hình cực kỳ là vô thực của chúng. Nhìn vào video thì các bạn có biết là cá mau tiên có sọc trắng xen kẽ với lại màu đỏ hoặc là màu nâu. Loài cá này có kích thước tối đa là 47cm, khi mà trưởng thành nó có thể sẽ sống tới 10 năm. Tại một số những nơi ở trên thế giới, do ít kẻ thù tự nhiên, khả năng sinh sản mạnh mẽ và thói quen ăn uống tham lam, thì cá mau tiên đã trở thành một trong những loài xâm lấn có hại, gây ra những vấn đề về môi trường nghiêm trọng, trở thành mối đe dọa của các dạng san hô, cỏ biển và những hệ sinh thái rừng ngập mặn. Nhưng không thể nào vì em cá xinh đẹp này mà chúng ta quên hết đi mọi nguy hiểm mà em ấy đã mang lại. Cá mau tiên còn được gọi là cá công chúa và ẩn sau vẻ đồng đảnh đó chính là ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Các gai ở trên lưng của loài cá này có thể sẽ có độc tính mạnh và lâu dài. Nếu như vô tình để những chiếc gai của cá mau tiên đâm, nạn nhân sẽ cảm thấy rất đau đớn cực độ trong vài ngày, khiến cho sức khỏe sẽ bị tổn hao nghiêm trọng. Nhưng tóm lại là, nhìn chúng như thế này thì chỉ muốn bắt ngay vài con về nuôi được không nào? Các bạn nào có suy nghĩ giống với admin không thì hãy comment ngay suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận đi nhé! Tiếp theo sẽ là một loài cá có ngoại hình phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bạn nhé! Cá Madagin. Các bạn biết không, trong số tất cả những loài cá trên thế giới thì cá Madagin được mệnh danh là loài cá đẹp và tranh xả nhất thế giới đấy. Cá đực thường thì sẽ to và có màu sắc sặc sỡ hơn là con cái. Chúng thường sẽ sử dụng những vây lưng và gai nhọn dựng đứng để có thể bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu và khoe mẽ trước mặt những em cá xinh đẹp khác. Vây ngực của chúng cũng xoay ra như là quạt, đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho sự di chuyển. Cạnh vây ngực mềm mại giúp cho Madagin sẽ uốn lượn ở trong nước. Đầu và cơ thể của chúng chính là một sự kết hợp hoàn hảo của màu xanh dương, đỏ cam, còn toàn thân thì điểm thêm những đốm xanh coban cực kỳ là thời thượng và hợp mắt nữa. Tuy nhiên thì sinh vật này đẹp nhưng lại không hề dễ nuôi chút nào đâu nhé. Bởi vì với đặc tính là sống cạnh các dạng san hô nên khi mà nuôi cá ở trong bể thì cần có những vỉa san hô vì chúng chỉ ăn các loài động vật không xương sống, cực kỳ là nhỏ, sống chui lủi trong những dạng san hô này mà thôi. Đấy, thế mới nói, dù có đẹp nhưng nuôi cũng rất khó đấy.
cá betta. Nếu như cái tên betta nghe có vẻ như quá xa lạ, thế thì ở nước ta, chúng còn được gọi là cá xiêm, cá lia thia hay là cá đá hay cá trọi. Loài cá này lần đầu tiên đã được tìm thấy ở những vùng nước nông ở Thái Lan. Cá xiêm có hình dáng khá là dễ thương với lại màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là có chiếc đuôi xòe rộng trông thật sự là ấn tượng. Đặc tính của loài cá xiêm khi mà trưởng thành thì chúng thường sẽ hay đá nhau, vì thế mà trẻ em và người lớn đều thích nuôi để có thể làm thú tiêu khiển. Thêm nữa thì hành vi của cá xiêm đực thường sẽ tấn công các con cá đực khác nên người ta thường gọi loài cá này chính là cá trọi. Bản tính hiếu chiến thì chúng sẽ từng xuất hiện trong rất nhiều những cuộc thi đấu cá ở trên thế giới. Một đặc điểm cực kỳ là đặc biệt ở cá xiêm đó chính là chúng có một cơ quan hô hấp rất là đặc biệt gọi là rabirins mà hầu hết các loài cá khác không có. Nhờ vào cơ quan này mà cá xiêm có thể sẽ hít không khí trực tiếp từ mặt nước. Cũng nhờ vậy mà cá xiêm có thể sẽ tồn tại trong môi trường sống chật hẹp và có lượng oxy thấp như trong các bể cá, cảnh nhỏ hay là bể thủy sinh chật hẹp. Cá vẹt. Loài cá xinh đẹp này có thể sẽ dễ dàng bắt gặp ở cá dạng san hô bởi vì chúng chính là nhóm cá chuyên ăn rong tảo và san hô chết nên có thể sẽ dễ dàng bắt gặp chúng ở những vùng biển có dạng san hô ở Việt Nam. Chúng đã dành tới 90% thời gian trong ngày để có thể gặm nhấm nền đáy tạo cơ hội cho ấu trùng san hô định cư. Một trong những cách khác, đây chính là các công nhân chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh trên những dạng san hô ở vùng biển nhiệt đới. Điểm đặc biệt của nhóm cá này đó chính là có hàm răng liền như là dạng mỏ vẹt, giúp chúng có thể sẽ có khả năng cắn vỡ những vỏ giáp sát và nghiền nát bộ xương san hô để có thể hấp thụ được tảo bám và hỗ trợ tiêu hóa. Một đặc điểm độc đáo khác của loài này đó chính là sự lưỡng tính. Trong quá trình sinh trưởng, cá vẹt sẽ chuyển từ giới tính cái sang đực. Ô hay, bọn này giới tính linh hoạt quá nhỉ? Các bạn nghĩ sao về cá vẹt? Có phải là chúng đã quá dễ dãi trong khi mà trưởng thành hay không? Hãy comment ngay ý kiến của các bạn xuống dưới phần bình luận cho admin về vấn đề này nhé! Tiếp theo sẽ là một loài cá cực kỳ là kỳ cục nữa vì chúng không hề có cánh mà vẫn biết bay các bạn ạ! Các bạn thân mến, cá bay! Cá mà biết bay thì phải gọi là cá chim chứ nhỉ? Sao lại gọi là cá bay? Nhưng mà cá chim thì cũng đâu có biết bay đâu. Tại sao lại gọi là cá chim nhỉ? Vậy thì hãy xem câu trả lời là gì nào! Cá bay. Mặc dù được gọi là cá bay nhưng chúng không thể nào bay giống như chim, nhưng cá bay có thể sẽ thực hiện những cú nhảy mạnh mẽ, tự hành lên khỏi mặt nước. Những nơi có chiếc vây dài giống như là cánh của chúng có thể sẽ cho phép đi một khoảng cách đáng nể ở trên mặt nước. Lý do chính của hành vi này được cho là để có thể thoát khỏi những kẻ săn mồi. Cá chuồn sống trong tất cả những đại dương, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới và ấm áp cận nhiệt đới vùng biển. Chúng thường sẽ được tìm thấy ở vùng biểu sinh, lớp trên cùng của đại dương với độ sâu khoảng 200m. Nhiều đặc điểm hình thái mang lại cho cá chuồn khả năng nhảy lên trên bề mặt của đại dương. Một đặc điểm như vậy là các vòng thần kinh được mở rộng hoàn toàn, đóng vai trò như là các vị trí chèn các mô liên kết và dây chằng trong bộ xương của cá. Các vòng thần kinh đã được mở rộng hoàn toàn, hoạt động như những vị trí ổn định hơn và chắc chắn hơn cho các kết nối này, tạo ra một liên kết chặt chẽ giữa cột sống và hộp sọ. Cá lưỡi diều. Giống như cái tên của nó, loài cá này có hình dáng giống như là một chiếc diều đang trôi lững lờ trong đại dương, mang một bộ mặt của quái vật đến từ địa ngục. Mặc dù là mang thân hình nhỏ bé chỉ khoảng 15cm, nhưng loài cá này đã bất chấp tất cả sống lại ở một độ sâu khó tin là 1.542m tại rãnh Mariana. Có tới hơn 40 loài cá diều đã được phát hiện, tất cả chúng đều có một cơ thể vô cùng là mỏng manh và dễ vỡ. Một số những loài cá diều có các lớp vảy sáng bóng do chúng chứa các nguyên tố kim loại ở bên trong, nhưng đa phần đều có chứa cơ quan phát quang sinh học, tức là có thể sẽ tự phát sáng, thậm chí chúng sẽ tự có thể điều chỉnh được lượng ánh sáng tùy theo môi trường sống. Đó chính là một trong những kỹ năng cực kỳ là đặc biệt của loài cá này, cho phép chúng sẽ lẩn trốn được kẻ thù, đồng thời có thể sẽ săn mồi một cách dễ dàng hơn. Trên thực tế thì chúng mới được biết đến bởi vì chưa có ai mò xuống tới tận độ sâu đó để có thể nghiên cứu về chúng cả, nên là tập quá trình sống của chúng và những chu kỳ sinh sản này và cả quá trình phát triển hơn nữa đều chưa được ai biết đến. Các bạn có biết thêm thông tin gì về loài cá này không thì hãy comment ngay xuống phần bên dưới để có thể chia sẻ kiến thức cho tất cả mọi người cùng nghe nhé! Cá ống ma Halimeda.
Thật khó mà có thể xác định được đâu chính là loài cá kỳ lạ và hùng vĩ nhất của những dạng đá ngầm. Nhưng chắc chắn rằng cá ống ma đã được xếp vào hàng top 10 những loài cá lạ. Thân mỏng nhưng đầu lại đồ sộ và vây to làm cho chúng nhìn vẻ bề ngoài chẳng giống cá tí nào cả. Rất khó để phát hiện ra nhờ vào biết tay ngụy trang của chúng. Cá ống ma là một trong những loài cá nhỏ với cái mõm rất dài, vây lớn, có hai vây lưng. Các bạn thân mến, vừa rồi chính là những con cá thú vị nhất mà chắc chắn các bạn sẽ không thể nào biết tới hết được đâu. Và các bạn đã bình chọn đâu là con cá mà các bạn cảm thấy thích thú và ấn tượng nhất hay chưa? Hãy comment ngay xuống bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.